Rồi, cảm ơn anh Linh đến từ An Giang ủng hộ Tầm An Phát nè. Đó, Kia K3000 nha, bán giá quá rẻ cho anh trai luôn. Đó, thấy anh nhiệt tình ở từ dưới An Giang đi xe máy lên nè cả nhà. Đó, anh rất là ok luôn, anh rất là hiền nha. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe, làm ăn thuận lợi và phát tài hơn nha, trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cả nhà cần cái xe nào đó cứ trao đổi, cứ alo cho em, alo cho Tàu Em Phát nha. Rồi anh Linh ơi, chúc rồi, anh và bà xã nhiều sức khỏe, làm ăn thuận lợi nha. Rồi cảm ơn Tổng dạ, nha. Dạ. Rồi chúc Tổng mua may bắt được dạ, nha. Dạ dạ rồi, em cảm ơn anh Linh rất nhiều nha. Rồi có ủng hộ hộ Tổng nha mọi người ơi. Dạ dạ rồi, em cảm ơn hai chồng anh Linh rất nhiều. Rồi em chào cả nhà nha.